Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Dư Ô Tô. Và chào những mừng những ai mà yêu thích những chiếc xe của Nhật Bản ơi. Hôm nay ngày tương đối là đẹp và em lại mang về cho các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, dành cho những ai mà thích của bền, của lành, thích một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và thích một chiếc xe gọi là nồi đồng cối đá, phá không hỏng, thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Toyota và đây là một chiếc Toyota Corolla Altis. Vâng, vẫn còn rất là đẹp và em đang bán cái giá chỉ có 127 triệu đồng cho một mẫu sedan nét căng từ cm với biển quảng biển Hải Dương 34A03973. Đã kiểm tra check phạt nguội rồi các thứ linh tinh rồi. Xe thì còn đẹp, led căng và giá cả thì vô cùng phù hợp. Em đang bán cái dòng này thì thực sự với các bác là được rất nhiều người yêu thích. Hôm trước thò ra một con cái, một bác mất luôn, lấy luôn. Còn hôm nay, đây là một chiếc xe đời 2003, chất còn cứng, led căng, chưa kịp dọn dẹp gì cả, em cho lên sóng luôn. Các bác nào mà đúng chân, vừa tầm mà các bác thích cái dòng Corolla Altis thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Mời các bác qua xem xe trực tiếp tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng và mời các bác xem chất xe. Đây là một cái dòng xe hợp lý với cái tầm tiền, với một cái giá chỉ 127 triệu đồng, ngang bằng những chiếc Kia Morning. Nhưng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc sedan hai đầu, rộng bên trong, đẹp bên ngoài và cái độ bền thì không cần phải nghĩ ngợi. Em này thì vẫn đang sử dụng điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng của xe hoạt động bình thường, có màn hình, có cam lùi cho các bác và xe sử dụng động cơ máy 1.8 rất là khỏe luôn, bốc luôn, nên là đi mình rất là yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì cả. Về form thì đây cũng là một chiếc xe mà form dáng được rất nhiều người yêu thích luôn, kiểu dáng sedan và mẫu xe hạng C B. Vâng, một mẫu xe hạng B được rất nhiều người lựa chọn. Tầm này thì thực sự là một cái tầm mà giá xe nó rất là rẻ, nên là các bác muốn mua cái dòng nào cũng rất là hợp lý luôn nhá. La răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, đèn đã được độ lên full xe lông, nội thất bên trong đẹp, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng và chất xe thì còn led căng. Đấy, các bác nào mà muốn mua một chiếc xe gọi là tương đối vừa vừa, không phải là đẹp xuất sắc, nhưng mà với cái giá tầm rẻ, đầu tư ít nhưng mà mình lại có một chiếc xe bền lành thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Tầm thời điểm này năm ngoái thì các bác chỉ mua được những chiếc Gencha thôi, mua được những chiếc xe DU lá lốt thôi. Nhưng mà bây giờ thì các bác với cái tầm tiền đấy, các bác có thể là mua được hẳn Toyota Corolla Altis rồi. Thế nên là bác nào mà yêu thích cái dòng này thì mời các bác xem xe trực tiếp luôn nhá. Và các bác ở tỉnh xa thì có thể là đặt cọc sau đó vận chuyển xe đến tận nhà. Bên Em Vũ Dư Ô Tô giao xe toàn quốc cho các bác luôn. Về phần mặt ca lăng của xe thì cũng đã cũ rồi, nên là không tránh khỏi những khiếm khuyết. Đây các bác nhìn nào, nó đã cũ, nó đã sờn rồi, không tránh khỏi. Nhưng mà được cái em này là không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng, mặt này thì thực sự các bác là hơi mòn mỏi một chút. Vâng, không tránh được. Còn đèn thì đèn của xe đều là đèn zin. Thế nhưng mà đèn đã được độ lên xe lông. Cái bầu đèn này là bầu đèn zin này. Đấy, chóa đèn là không có bị đọng nước, ố mốc tí nào. Đấy các bác nhìn nhá, nó rất là trong và không hề bị ố mốc. Đấy, bên này anh thấy này, đèn nón này sạch sẽ, không hề bị lỗi lầm tí nào. Toàn bộ cản của trước của xe đấy, đồng đều đấy, toàn bộ cản đây, nó không bị gãy vỡ. Và cái này thì em mua của bác chủ là nguyên mộc, đến bây giờ là chưa có rửa dọn gì cả. Về là các bác chỉ yên tâm là việc đi thôi, không phải làm gì. Tôn cabo của xe thì tương đối là dày đấy, tôn cabo dày luôn. Và đây là một cái dòng xe chạy rất là bền bỉ với động cơ máy 1.8 của Nhật Bản, động cơ Toyota. Đấy, lốp của xe thì hiện nay là đang là sử dụng lốp Mekocha MAP5 lốp 18570, la răng 14 và la răng của chiếc xe đang là la răng 7 chấu, không phải 6 chấu nhá. 7 chấu 4 ốc. Đấy, phanh đĩa kép ở phía đằng trước và đằng sau là phanh đĩa đơn. Cua lốp không biết mục mọt là tí gì. Đấy, các bác nhìn này, và một cua lốp là không có mục mọt. Và là các bác yên tâm là chỉ có việc chạy thôi. Và cái dòng này là một cái dòng xe mà các bác đầu tư ít nhưng mà thịt tệ thơm. Đấy, tôn vỏ thì đã được dán chống ồn rồi, nên là cách âm chống ồn của chiếc xe thì rất là tốt. Kính của xe là trong và cửa đây đóng chắc chắn luôn. Em này thì thực sự là nó chắc như nắm cơm. Các bác ngồi những cái dòng như thế này thì máy nó khỏe, đi thì rất là bền lành. Đấy, cái form nó hơi cũ theo thời gian một chút thôi, nhưng được cái là độ chất. Đấy, nội thất ghế của xe chưa có đánh rửa dọn. Đây các bác nhìn này, nội thất này chưa kịp làm gì, chưa kịp rửa dọn gì, em đã lấy về rồi. Thế nên là các bác nào mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Đây là một chiếc xe của một đồng chí cán bộ quân đội nhá, quân đội đang công tác tại cơ quan. Thế nhưng mà bây giờ bác ấy có điều kiện, bác ấy lại lên đời cho một chiếc Corolla Altis mới, đời mới hơn. Thế bác để lại cho em chiếc xe này. Và xe thì cũng đã chạy được nhiều năm rồi.
nhưng mà chất xe của người nhà nước người ta giữ gìn rất là cẩn thận. Đấy, rất là cẩn thận luôn nha các bác nhá. Toàn bộ tapi xe thì còn đẹp, kính lên xuống nhẹ nhàng và êm ái, không hề bị lỗi lầm. Đấy các bác nhìn không? Vâng, toàn bộ dàn kính này, xe nó còn lét như thế này đây. Và em này thì được cái điểm cộng đó là cái trần nỉ của nó còn nguyên như thế này. Trần nỉ còn rất là sáng, đấy, sạch và không hề bị ố mốc tí nào. Còn về phần vô lăng thì là em này đang sử dụng vô lăng nhựa SRS FX. Đấy, còi to, đấy, vô lăng 4 chấu đấy, dùng bao nhiêu năm rồi đến bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Mặt đồng hồ hiển thị là 20 vạn rồi đấy. Và mặt táp lô xe này đấy, riêng cái dòng này thì cứ chạy thoải mái xã bao nhiêu năm rồi nhưng mà nó vẫn cứ bền lành đấy. Nó không như là những cái dòng xe của Việt Nam sản xuất hay là như những cái dòng xe của Trung Quốc, nó sẽ bị theo thời gian nhiều. Nhưng mà những cái mẫu xe này thì đến thời điểm này thực sự là nó vẫn là rất là ok đấy. Độ bền, độ chất của những cái trang thiết bị nó cũng chưa có bị hỏng một chút nào. Về phần nội thất ghế, đây các bác nhìn này, hàng ghế đằng sau đây, nó cũng chỉ gọi là hơi bẩn theo thời gian thôi. Cái này không vấn đề gì nhá, em sẽ cho đánh rửa ngay sau video này. Đấy, em quay mộc luôn, vì là xe vừa mới về xong, lấy của bác chủ là người quân đội. Và bác ấy cũng bảo luôn là gọi là thôi đừng cho bác ấy lên hình. Thế chứ không thì đúng ra là lúc nãy là em cho bác ấy lên sóng rồi đấy ạ. Đấy, các bác nhìn chất xe của người nhà nước nhìn bao giờ nó cũng khác, kể cả phần sơ tôn à. Đấy, độ bóng đồng đều, nó không bị lượn sóng. Đấy, toàn bộ phần đèn hậu của xe đây các bác nhìn nhá, toàn bộ đèn hậu này nó không có rạn nứt, và đèn của Toyota, đèn hãng luôn, nhìn chuẩn chỉ luôn. Đấy, 2003 đến bây giờ là gọi là được 20 năm, nhưng mà cái dòng xe này thì được cái là 20 năm vẫn chạy tốt, máy chắc chắn và bền lành, form dáng thì đẹp, kiểu dáng trẻ trung. Đấy, và mẫu xe này thì thực sự là nó cũng không bị lỗi mốt. Với dàn lốp thì em này đang sử dụng lốp cái quả này tầm khoảng 40%, lốp 185/70. Thì cái lốp này các bác về cứ đi tầm khoảng 3 vạn nữa thay là ok. Còn về phần cua lốp này các bác nhìn này. Đấy, nó chỉ bụi bẩn thôi chứ không có vấn đề gì nhá. Giá cả thì rất là hợp lý luôn. Đây, cốp mở hậu vía đằng sau. Đấy, giá cả em này thì thực sự là rất là hợp lý cho một chiếc xe với cái tầm tiền loanh quanh gọi là hơn 100 triệu. Thì Toyota Corolla Tiết là một mẫu xe ok. Đấy, cốp sau nhìn xịn sò như này đây. Và cái khoang để đồ ở phía đằng sau của xe thì tương đối là rộng mà. Đấy, các bác nhìn nhá, rất là rộng luôn. Bên này lốp sơ cua đầy đủ, không thiếu cái gì. Vâng. Và xe thì đấy các bác nhìn này. Đấy, cốp lòng thùng bên trong của xe thì tương đối là ok, yên tâm, không phải lỗi lầm. Đấy. Đấy, nên là anh em nào mà muốn yêu cái dòng Toyota Corolla Tiết thì mời anh em qua cửa hàng xem xe. Con này thì thực sự nó không phải là đẹp xuất sắc, nó không phải là đẹp gọi là sự vừa mà nó là đẹp trung bình thôi. Đấy, ví dụ như cái chrome này là nó đã bị bay theo thời gian này. Đấy, có những cái chi tiết khiếm khuyết. Chỉ này thì là chỉ zin này, cái chỗ này là chỉ zin này. Đấy, toàn bộ chỉ cánh này là zin. Và bên nội thất bên trong này thì cũng tương đối là tươi sạch. Nói chung là các bác về là yên tâm là cứ vậy mà sử dụng thôi, chứ cũng không phải làm gì. Lốp này thì hơi cũ rồi, thực sự là hai quả lốp ở phía đằng sau của chiếc xe này là hơi cũ. Các bác có thể là thay luôn cũng được, hoặc nếu mà đi cố thì mình sẽ đi khoảng tầm 2 vạn nữa thì thay. Với cái tầm tiền này thì thực sự đây là cái quả lốp mà nó chỉ mất mấy trăm thôi. Các bác thay thì nó chỉ mất khoảng tầm 400-500 thôi cho một quả lốp. Vâng, lốp lướt, thay lốp lướt chứ còn mình không thay lốp mới nhá. Thay lốp mới nó phí tiền ra. Còn các bác mà thay lốp mới thì con này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,3 triệu một quả. Vâng, 1,3 triệu một quả lốp. Đấy, thì là mình sẽ đi được lâu hơn. Đấy, thế còn lốp đấy, nội thất này, cái này là chưa có đánh rửa nên là đây các bác nhìn này, nó sẽ hơi có những cái gọi là vần màu tối tối một chút. Nhưng còn đâu là tất cả các thứ của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này thì được cái là máy gầm ngon, đấy, nhạc nhẽo đầy đủ, chạy sướng. Và xe thì cái này là bây giờ vẫn đang đăng kiểm là đăng kiểm 1 năm các bác nhá. Vâng, đăng kiểm 1 năm. Đấy, chỉ dành cho những ai mà yêu thích xe của Nhật mà muốn mua xe giá rẻ thôi. Chứ còn chiếc xe này thì các bác nào chỉ chê bảo là nó cũ quá rồi đấy thì em nói thật các bác là không nên mua. Vì là có những người người ta chỉ điều kiện kinh tế vậy thôi, người ta sẽ mua những cái mẫu xe như thế này để người ta đi gọi là tránh mưa tránh nắng. Chứ không như mình tiền thì ít nhưng mà mình lại cứ thích là xe nó đẹp, xe sang thì hơi khó các bác ạ. Còn được cái điểm cộng là em này trần nó rất là sạch, do là bác chủ xe bác ấy giữ xe rất là cẩn thận luôn. Đấy, và cái động cơ máy 1.8 mà máy của Nhật thì nó lại rất là êm. Đấy, máy rất là êm luôn. Đấy, khô ráo, không hề bị dầu mỡ hơi thừa. Đấy, máy rất là êm.
Các bác nhìn này, động cơ máy êm luôn nhá. Và con này thì được cái là thay chân máy rồi, nên là độ rung giật là không có. Đấy, mới thay chân máy luôn nha các bác. Kể cả thay chân dưới, chân này và chân phía bên này là đều đã thay rồi. Động cơ máy .8 vỏ gọn xinh xắn. Đấy, vận hành rất là bền bỉ luôn. Có điều là khoang máy thì hơi bụi bẩn tí, các bác thông cảm nhá, là khoang máy này. Đấy, hơi bụi bẩn một chút. Và phần đầu này, đấy, các bác nhìn này. Và một phần đầu răng hai bên. Đấy. Tai đèn thì do là độ chế cái bi xe lông nên là tai đèn đã được mông má xì tút lại thôi, chứ còn không có vấn đề gì. Đầu răng đã kiểm tra để xe là không có đâm đụng. Đấy, nên là các bác cũng không phải lo lắng suy nghĩ gì nhá. Vâng, chất xe thì đây là một chiếc xe đẹp theo kiểu gọi là chất trung bình thôi, không phải là đẹp xuất sắc, không phải là đẹp hẳn, nhưng mà đây là một chiếc xe chạy bền bỉ. Đấy, thế này là các bác nào mà quan tâm thì mời các bác đây để em chống cabo đã, qua xem xe trực tiếp tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Đấy, Vũ Dương Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy, dầu nào, ui giời, dầu còn vàng này, con này thì mới thay dầu mà. Cái này bác chủ bác cái đi chăm chút cẩn thận, mỗi cái khoang máy là bác cái để hơi bẩn một chút thôi. Vâng, chứ còn không có vấn đề gì. Xem kiểm tra hơi thừa hay quái. Cái này là em sẽ mở ra ra nào. Úi giời. Đấy, không có tí hơi dầu nào bắn lên nhá, không có quái thừa, không hơi dầu. Đấy, thế là ok rồi. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này thì đây là một chiếc xe hợp lý, vừa về giá tiền mà vừa về độ bền bỉ. Đấy, các bác nào mà thích cái dòng Toyota Corolla Tít và muốn mua một chiếc xe giá hợp lý thì đây là một sự lựa chọn ok. Em này em đang bán cái giá nó chỉ có 127 triệu đồng cho một mẫu xe sedan hạng gọi là hạng B, dành cho những người đam mê cái đẹp và dành cho những người thích một chiếc xe bền bỉ nhưng mà có ít tiền thôi, thì đây là một sự lựa chọn tốt. Các bác quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe. Và nếu các bác điện thoại thì có thể điện thoại qua số hotline 0869158926. Vũ Dương Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, và chuyên các cái dòng xe rất là bền lành. Đấy, vừa đẹp vừa sang vừa chảnh. Đấy, xe thì nói chung là được cái là đấy, tôn vỏ thì các bác nghe như vậy là các bác biết ngay là xe nó như thế nào rồi. Còn đâu là về độ vận hành như con này thì thực sự là côn rất là ngon, và cái máy nó bốc, máy bốc này là các bác đi là rất là thoát ga và thoải mái luôn. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, à quên, đây kiểm tra luôn cái quả đèn xe lông. Đấy, gương chỉnh điện thì ok rồi, gương chỉnh điện này, đèn này, gạt mưa này. Đấy, chà, nước phun tương đối là sạch. Đấy, khô ráo. Và đèn thì đấy, đèn đây, đèn lên xe lông nên là nó rất là sáng. Đấy, ánh sáng mạnh luôn nhá, trắng trong luôn. Đấy, ban ngày mà rõ như thế này. Đấy, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn. À quên, lại còn gầm nữa, tí nữa còn quên cái gầm. Đó, quay thì quay chứ phải quay cái gầm đấy. Gầm của con này nó còn như thế này mà. Đó, gầm gì này, đấy gầm này. Còn nói chung là với cái tầm xe gọi là 20 tuổi thì thực sự đây là một chiếc xe rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.